Tin tức nóng hổi, tỉnh Gunma. Bởi AI của Tai Seiki FM. Một người đàn ông ở Mabeshi nhận được cuộc gọi từ 0110 và bị lừa 510.000 yên. Sau khi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại có đuôi 0110 cũng được cảnh sát tỉnh Gunma sử dụng. Năm nay, lần đầu tiên, một vụ lừa đảo liên quan đến việc người giả làm cảnh sát và lừa tiền của người dân được xác nhận trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm nay, nhiều cuộc gọi dự đoán đã được xác nhận không dẫn đến thiệt hại. Cảnh sát tỉnh đang kêu gọi thận trọng. Theo Sở Cảnh sát Mabeshi Higashi, một nam nhân viên văn phòng 32 tuổi đến từ thành phố Mabeshi. Vào ngày 6, tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động của mình từ một số có đuôi 0110. Theo hướng dẫn, tổng cộng 510.000 Yên đã được chuyển tại máy ATM của tổ chức tài chính và số tiền này đã bị lừa đảo.